Với một chiếc xe 7 chỗ ngon bổ rẻ nhất trong phân khúc thì em có ngay một chiếc xe Kia Sorento phiên bản máy xăng sản xuất là 2014 đăng đăng ký lần đầu của chiếc xe thì là 2015. Với khối động cơ của chiếc xe sử dụng là khối động cơ xăng 2.4 lít Full đầy đủ các tính năng option ở trên chiếc xe, chi tiết cụ thể em sẽ mời anh chị và các bạn cùng đi tham quan với em. Xe đang có mặt tại anh Vinh Auto địa chỉ đơn vị là số 16 nguyễn văn cử long biên hà nội sẽ có giới thiệu cho anh chị và các bạn một chiếc xe đăng ký biển thành phố và một chủ từ mới sử dụng rất là giữ gìn anh chị và các bạn có thể thấy qua từ những phần sơn xi si, rồi những phần mép nối mép cản các phụ kiện như phần cụm đèn hậu mọi chi tiết rất là đẹp Đấy, tổng quan dáng xe em quay qua để các bác có thể thấy qua từ những cái chi tiết nhỏ nhất Hệ thống lên xuống của chiếc xe trang bị là bậc cứng, gương kính chỉnh điện, tích hợp báo rẽ. Phần đầu xe nổi bật với những chi tiết lưới tản nhiệt hình mũi hổ, cũng như là có trang bị hệ thống đèn, trang bị đèn bi kết hợp với đèn halogen, giải đèn nét định vị ban ngày và có trang bị rửa đèn pha tự động, hệ thống đèn sương mù dạng halogen, mâm trang bị mâm năm chấu hợp kim kép những chi tiết núp nát của chiếc xe còn rất là dày anh chị ạ anh chị quan sát cùng em mọi chi tiết về sơn si rồi những phần mép nối mép cản của chiếc xe nó vẫn còn giữ được trong tình trạng là hoàn hảo chủ xe một chủ từ đầu nên chủ xe rất là giữ gìn tổng quan các bác có thể thấy và em sẽ mời các bác cùng đi tham quan về không gian cốp chứa đồ của chiếc xe ở những cái đời này thì nó vẫn sử dụng là cốp cơ chưa có trang bị hệ thống cốp điện những phần à, vạch sơn của nhà sản xuất ở trên những con ốc nó vẫn còn này chị ạ sơn à, cái những phần mà keo chỉ rồi là những phần là ốc ác còn nguyên zin không hề có tác động của cờ lê mỏ lết gì cả không gian bên trong thì nó rất là rộng rãi khi anh chị bạn à, không sử dụng đến hàng ghế thứ ba nó sẽ tạo ra một mặt phẳng chứa đồ rất là rộng rãi ở hàng ghế thứ hai thì nó có trang bị cho anh chị và các bạn cửa gió điều hòa ở hai bên cánh cửa cũng như là các chi tiết uh, hai cửa sổ trời Đấy, những phần táp của chiếc xe anh chị có thể thấy chất liệu ghế da vẫn còn rất là đẹp từ những phần bậc lên xuống hệ thống thảm trải sàn 5 d chất lượng ghế da thì các bác có thể thấy nó có trang bị nội thất ghế da màu đen và chủ bác chủ đã lên hai cái màn hình gối đầu để cho anh chị và các bạn ngồi phía sau có thể là xem giải trí trong những chuyến đi xa và bây giờ em sẽ mời anh chị và các bạn cùng tham quan về phần cánh lái của chiếc xe với phần cánh lái đầu tiên ta nhìn vào những phần keo chỉ rồi những các phần phim bấm để đánh giá được chất lượng của mẫu xe này bên trong đây là những phần ốc bản lề ốc cánh cửa hệ thống ghế của chiếc xe trang bị ghế chỉnh điện đa hướng qua qua có sẽ quan sát qua từ những phần cột kèo của chiếc xe vẫn nguyên bản không hề có hiện tượng là đâm va gì cả với tính năng công nghệ thì nó có hỗ trợ khởi hành ngang dốc cũng như là có rất nhiều các tính năng cruise control màn hình giải trí la vi rồi có những tính năng như là điều hòa tự động cần số trang bị hội cần số zigzag với những tính năng an toàn trên chiếc xe nó rất nhiều để trải nghiệm cảm giác lái thì em mời anh chị và các bạn có thể qua cửa hàng số là 16 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội để có thể eh, trải nghiệm. Và sau đây em sẽ mời anh chị và các bạn cùng đi tham quan về khoang máy của chiếc xe. Với những cái chi tiết của chiếc xe nó vẫn còn trong tình trạng rất đẹp. Xe vừa mới lấy về. Em quay nguyên để anh chị bạn có thể thấy qua được tình trạng là nguyên bản của chiếc xe này. Chưa hề dọn dẹp gì đâu ạ. Từ những phần ốc ác của chiếc xe vẫn còn vạch sơn không gian máy của chiếc xe đây các bác có thể tham quan nếu anh chị và các bạn cần xem kỹ chi tiết cụ thể chỗ nào có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình em sẽ hỗ trợ thông tin cho anh chị và các bạn và chiếc xe Kia Sorento phiên bản máy xăng sản xuất 2014 đăng ký 2015 hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá là 525 triệu còn thương lượng cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi